chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một chi tiết lắp cho máy cắt cỏ, và cụ thể đó chính là phần bắp chuối. Và hiện tại trên tay mình đây thì có hai hệ thông số, đó là bắp chuối dạng ống cần 28 9 khía hoặc là 26 9 khía, và cụ thể là lắp cho những cái dòng máy tum rời, ví dụ như công suất từ 330 430 trở lên. Và để nói đến phần bắp chuối này, đây là một chi tiết vô cùng nhỏ nhưng mà chúng lại có công dụng vô cùng quan trọng để cấu thành như một sản phẩm. Và khi các bạn sử dụng về lâu về dài thì hay gặp những cái tình trạng như là phần chuông này sẽ bị mòn chuông này, hoặc là tòe đầu rãnh ở phần chuông này, hoặc có một cái tình trạng nữa là cái phần bi bên trong này khi các bạn sử dụng về lâu về dài thì hay là bị kẹt, hoặc là phần bi bị trơ dẫn đến tình trạng là cái phần bắp chuối này chạy nó sẽ bị nóng, dây gây ra giảm hiệu suất làm việc của máy. Và sâu xa hơn nữa là dẫn đến tình trạng là máy các bạn sẽ chạy sẽ bị hao xăng. Và hiện tại thì trên thị trường đang có rất nhiều dòng bắp chuối, gần như là đều là những cái dòng trôi nổi và giá thành rẻ nhưng chất lượng vô cùng kém. Và khi các bạn sử dụng răm bữa nửa tháng thôi thì thường dẫn đến cái tình trạng là bị hỏng phần bánh răng này. Và đây cũng là nguyên nhân giúp các bạn gây tốn kém trong quá trình chi phí vận hành và sửa chữa máy. Và để giải quyết những cái tình trạng trên thì bên mình sẽ có hệ bắp chuối đặt riêng tại nhà máy, và chất lượng của chúng thì đảm bảo và giá thành hợp lý. Và để đánh giá được chi tiết của sản phẩm thì các bạn hãy cùng mình đi vào chi tiết. Thì đầu tiên thì về phần cảm quan này, phần bắp chuối được thiết kế để vô cùng sắc nét và tỉ mỉ, không có dấu hiệu để bị bao vi hoặc là bị chỉ thừa, ngay cả phần trong lẫn phần ngoài. Và tiếp theo là phần tum này thì được làm bằng chất liệu hợp kim và được phủ một lớp mạ, giúp tránh cái tình trạng là bị han gì trong quá trình sử dụng. Và phần tum này thì được thiết kế dưới dạng khía này, giúp tăng cứng này, giúp tăng độ bền cho sản phẩm. Và tiếp theo đến phần chuông này thì cũng được phủ một lớp mạ này, và giúp tránh cái tình trạng này bị han gì này. Và phần chuông này được làm thiết kế cực kỳ dày này, phần thành chuông này dày 2 ly rưỡi đến 3 ly này. Và tiếp theo là đi sâu ở phần trong này thì được làm thì trên phần bắp chuối này được đi kèm theo là vòng bi này, vòng bi SKS của Nhật luôn này, giúp cho máy hoạt động được êm ái này. Và tránh cái việc là khi các bạn sử dụng lâu thì vòng bi nó không bị trơ hoặc là bị lệch, gây ra cái tình trạng là chạy cần nó sẽ bị rung. Và phần trong và phần bắp chuối này sẽ được đệm một lớp cao su dày này, giúp giảm chấn này. Và bên mình có một lưu ý nữa là bên mình để tiết kiệm được chi phí trong quá trình sửa chữa thì bên mình có bán phần chuông này riêng này, nếu các bạn có thể xử lý được tại nhà thì các bạn mua riêng lẻ cái này để xử lý cũng được. Và đây là một trong những cái cảm nhận về bắp chuối của bên mình. Nếu các bạn đã sử dụng qua cái dòng sản phẩm này rồi, hãy để lại phần cảm nhận dưới phần mô tả để chúng ta cùng trao đổi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.